của toàn thể người Việt đi nạn ở hải ngoại, cũng như là những người Việt hiện nay đang đấu tranh ở trong nước để làm thế nào giải thể chế độ cộng sản, tranh đấu cho một quốc gia Việt Nam thực sự tự do hạnh phúc. Tình quân dân cả nước Việt Nam chúng ta là một tình mà được ví như con cá sống ở trong nước. Người dân Việt Nam Cộng Hòa đã luôn luôn ôm ấp che chở cho quân đội, và người quân nhân đã luôn luôn bảo vệ người dân trong tất cả những cái cuộc chiến, những cuộc tháo lui từ ở miền Trung, trong những cuộc tấn công của cộng quân, người quân nhân luôn luôn đi sau để bảo vệ cuộc sống an lành cho người dân. Chúng tôi xin thay mặt tất cả những người dân nhớ ơn và vinh danh sự đóng góp, sự bảo vệ của quân đội đối với người dân Việt Nam Cộng Hòa. Ngày hôm nay thể hiện tinh thần quân dân cả nước, người dân Việt Nam Việt Nam Cộng sản luôn luôn lúc nào cũng noi gương sự đóng góp của quân đội, luôn luôn nhớ ơn các chiến sĩ đã đóng góp công sức mình, không những thời gian bảo vệ Việt Nam mà cho tới nay vẫn tiếp tục công cuộc chiến đấu để đòi lại đất nước Việt Nam cho người dân được thực sự có cuộc sống ấm no. Chúng tôi xin thay mặt toàn dân thể hiện tình cả nước và xin cảm ơn quý vị. Chúc tất cả người quân nhân trong thời gian, trong ngày lễ hôm nay được mọi sự hạnh phúc, và chúng tôi mong rằng cộng đồng Việt Nam luôn luôn sẽ là một thành phần đóng góp trong công việc vinh danh những người quân nhân quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn ban tổ chức, xin cảm ơn quý vị. Kế tiếp đây, chúng tôi xin giới thiệu đến quý đồng hương một người phát biểu mà rất thân với cộng đồng Việt Nam, một người Mỹ với trái tim Việt Nam, một vai đã hợp tác với 15 hội đoàn trong năm 2005 để hoàn thành nghị quyết Cờ Vàng thành phố San Jose. Sau đó, ông trở thành phó thị trưởng thành phố San Jose và ông đã tiếp tục yểm trợ cho tất cả cư dân thành phố chúng ta để đòi có được tên lý cầu Sài Gòn. Và hàng năm ông ta yểm trợ cho chúng ta tổ chức 3 ngày lễ lớn và quan trọng của cộng đồng Việt Nam, đó là lễ thượng kỳ đầu năm, lễ tưởng niệm 30 tháng 4 và đại lễ quân lực 19 tháng 6 như ngày hôm nay. Please welcome Mr. Dave Cortese, next speaker today. Thưa đến, chúng tôi xin được chào mừng tất cả quý vị và xin cảm ơn quý vị đã cho tôi có được cái điều có mặt ngày hôm nay. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã cho tôi cơ hội đáp ứng quý vị trong cuộc bầu cử vừa qua, bởi vì chính các quý vị đã giúp cho tôi đáp cử có mặt ngày hôm nay. Nếu không có quý vị, chúng tôi không có các cái cương vị để giúp cho cộng đồng quý vị có những cái sinh hoạt như ngày lễ quân lực 19 tháng 6. Chúng tôi là một số thành viên khác để lên cao tặng sản phẩm thuộc chính thức của đảng Santa Clara đến cho toàn thể chiến sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và tổ chức ngày hôm nay, chúng tôi xin được ghi nhận sự phát biểu, sự đóng góp của quý vị tướng lãnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa có mặt hôm nay, cũng như là tất cả các sĩ quan, hạ sĩ quan, quân sĩ các cấp của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh xương máu đóng góp cho tự do, dân chủ cho Việt Nam. That great generation of Vietnamese freedom fighters made it possible for us to be here today, defended Vietnam, but most importantly made America stronger. Thế hệ của những chiến sĩ tự do này là một cái thế hệ đã chiến đấu cho sự tự do dân chủ không những cho đất nước Việt Nam quý vị, mà còn đóng góp cho cái sự thịnh vượng, cái sự lớn mạnh của đất nước Hoa Kỳ ngày hôm nay. Talked about the next generation that's making America stronger. And even as we stand here today, there is an armada headed for the Persian Gulf. Để gặp gỡ sự đóng góp của thế hệ trẻ Việt Nam thì chúng tôi cũng quý vị được biết rằng khi chúng ta trong cái thời điểm này đang tụ tập tại đây thì có những hải đoàn của Hải quân Hoa Kỳ đang trên đường tiến đến quần đảo Hawaii để đối phó lại sự tấn công và vũ khí hạt nhân của những kẻ khủng bố. Và trong những cái hải đoàn đó có sự hiện diện của tuổi trẻ Việt Nam.
So thank you to all of you. Thank you to the committee for putting on this great event. Thank you for this wonderful attendance. And now I'd like to ask Daisy Chu from George Sirakawa's office. We have two offices of the Board of Supervisors here to join me in presenting this Board of Supervisors proclamation for Armed Forces Day 2020. And also as a New York City Council member. Chúa Thánh Đồ xin được chúc mừng tất cả quý vị đã làm cha hoặc sắp làm cha trong ngày lễ phụ thân ngày hôm nay. Và chúng tôi rất là vui mừng thấy sự tham dự đông đảo của quý vị trong ngày lễ của mình năm nay. Chúng tôi đã có mặt từ nhiều năm trước trên cương vị là một người thường dân, sau đó là qua nhiều nhiệm vụ khác nhau tham dự những cái buổi lễ tương tự như thế này với cộng đồng của các bạn. Tôi cũng cảm ơn những giám sát viên của Hạ Santa Clara và Tây và tất cả các thành viên của ban tổ chức các hội đoàn đã tổ chức một buổi lễ thành công. Chúng tôi cũng được biết là ngày hôm nay là ngày quý vị bầu cử ban diện cộng đồng Việt Nam và California, và tôi cũng xin cảm ơn tất cả những cử viên đã ra tranh cử, và tôi tin chắc rằng những người tài giỏi sẽ đắc cử để đại diện cho cộng đồng của quý vị. Và văn phòng của tôi, cá nhân của tôi, phó tá luôn luôn sẵn sàng sát cánh cùng với ban diện cộng đồng Việt Nam và California. Chúng tôi có mặt ngày hôm nay để vinh danh những người đã chiến đấu, đã hy sinh vì lý tưởng tự do cho đất nước Việt Nam, cũng như những người đã nằm xuống vì lý tưởng đó. We are here to remind all Americans and Vietnamese of the ideal of democracy. The city of San Jose appreciated the flag raising ceremony at the Santa Clara County Building to commemorate and reflect on the historical importance of Armed Forces Day for the Vietnamese American community and all other affected. Thành phố San Jose với hội đồng thành phố San Jose với hơn 1 triệu dân vinh danh buổi lễ tưởng kỳ ngày hôm nay để cùng vinh danh ngày quân lực 19 tháng 6 quân lực Việt Nam Cộng Hòa. So I, Kansan Chu, Council Member of San Jose District 4, do hereby recognize Armed Forces Day in the city of San Jose. We stand with the Vietnamese community to honor the sacrifice of those who serve in the Armed Forces of the United States and the Republic of Vietnam. Tôi trên cương vị là nghị viên của thành phố San Jose, đơn vị 4, xin được trân trọng vinh danh ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 và cũng như trân trọng vinh danh sự hy sinh của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các chiến sĩ đồng minh trong công cuộc bảo vệ lý tưởng tự do. Thank you very much. Ra tổ chức đó, dạ. Đã xét, dạ. Phải nói chúng ta có tham gia trong chiến tranh Việt Nam, và ngày hôm nay ông ta cũng đến đây tham dự để cùng chúng ta chào đón ngày quân lực người trực ban tổ chức cho phát biểu để nói lời cảm tưởng với chúng tôi vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho ngày quân lực năm nay. Veterans are a very special person in that, unlike most, they especially understand the necessary sacrifices of freedom, and most of all, that freedom is not free. It requires, yet you embrace that sacrifice and that commitment. Những người có tên Hoa Kỳ cũng như các bạn là những người đã hiểu rõ về cái sự giá trị của tự do, nhưng mà các bạn vẫn ôm lấy nó, vẫn phục vụ nó, vẫn dấn thân đấu tranh cho cái sự tự do. Your experience in history is unique and unlike any other, because it shows that while an entire generation may be forced out of a country that brought us to where we are today, that we gave the ultimate sacrifice to freedom. Tôi rất là vinh dự được đứng trước quý vị phát biểu ngày hôm nay, bày tỏ sự ủng hộ của tôi đối với những sự hy sinh.